Ok nhá. Hello tất cả các bác nha Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hai Audio nhá. ok chưa? Đây hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bác chi tiết cái lô quản lý nguồn này này. Đấy, cái lô quản lý nguồn này thì cửa hàng bên em về được gần trăm cái các bác nhá. Cái con này là ARASD. Đấy cái dòng này là thương hiệu của Đức mà sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Đấy và dòng này thì uh, cái thiết bị quản lý nguồn này nó cũng rất là quan trọng đấy cho tất cả các bác. Thì uh, nó là một trong những cái thiết bị để bảo vệ Đấy, cái bộ dàn karaoke âm thanh nhà mình và tất cả những cái, cái thiết bị quản lý điện ở trên đây thì nó có nó quản lý ở trong cái quản lý nguồn này thì nó sẽ rất là bền các bác nhé đấy con này là thiết bị của đức thì là hay gọi là con sengen power này nó như con loa audio power đấy bác đấy đức thì nó hay làm cái kiểu như vậy và đối với con quản lý nguồn này nó sẽ có cho các bác là 8 ổ cắm nhé đấy 8 ổ cắm và nó sẽ có cho anh em rằng là đối với cái sản phẩm này này khi tất cả các bác sử dụng đúng không ạ đó anh em ta sử dụng rất là, là 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 tuyệt vời luôn. Đó nó sẽ là nó sẽ có cái dây chuyền các bác nhá. Đấy nó 1 2 3 4 5 6 7 8 là nó sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8. Và nó tắt là nó lại tắt từ cổng 8 đến cổng 1. Đó nên là khi mà chúng ta sử dụng thì những cái thiết bị gì mà nó liên quan đến công suất thì chúng ta là là bật sau cùng. Có nghĩa là các bác chơi chẳng hạn như là đẩy này, vang này, mic chẳng hạn đúng không? Đó thì anh em cắm cái mic vào số 1 này, cái vang vào số 2, đấy, cái đẩy vào số 3. Đúng không? Còn cái cái các ô dư dư ổ này thì anh không thể cắm thoải mái đó cắm những cái thiết bị khác thoải mái thì các bác có thể là sử dụng này nó khi mà mọi người sử dụng mà người bật lên thì nó sẽ bật mic trước này bật vang này và bật đẩy đúng không đó khi mà nó sử dụng các bác tắt đi là nó, tắt mà phải nó tắt đi là nó có nghĩa là nó sẽ cắt là từ tám bảy sáu năm bốn ba hai một thì nó sẽ tắt cái công suất trước đấy nó tránh cho tất cả các bác là ù xì ra loa này đấy bộp bộp của loa này đấy nó tắt công suất rồi là hầu như là nó rất an toàn bởi vì đầu tiên là chúng ta tắt là chúng ta phải tắt công suất các bác nhá đấy và con adds này thì Cửa hàng bên em cũng có vài chục con. Đó, giá rất là hợp lý là 1 triệu 200 000 bao ship cho tất cả các bác nhé. Đấy, và bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng. Rất đẹp các bác nhé. Đấy, lô này thì cực kỳ đẹp luôn. Các bác cứ yên tâm là chúng ta sử dụng thôi. Đó, và đây, à, ruột của nó đây các bác này. Đấy, con này thì nó có đầy đủ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái dơ le. 8 cái dơ le nó quản lý cho gì ạ? Cho 8 cái cổng cắm ở đằng sau. Dây nguồn rất là to các bác này. Dây to lắm Ok chưa? Nó nó rất là hợp lý nhá. Các bác nào bây giờ đang sử dụng những cái ổ điện ổ điện kia thì các bác có thể là chuyển qua cái quản lý nguồn này để chúng ta dùng cho nó hợp lý các bác nhé Đấy chứ còn anh em nó tới với các bác là các bác chỉ bỏ hơn triệu bạc thôi nhưng nó quản lý rất là tốt. Khi mà các cái thiết bị của chúng ta nó có vấn đề gì thì con rơ le này nó sẽ đóng đóng nguồn điện lại các bác nhé Và lúc đấy là các bác sẽ là bị ngắt cái nguồn điện luôn thì nó sẽ là không bao giờ bị cháy chập. Đấy có nghĩa là nó sẽ hạn chế nhất cái mức độ tối đa nhất. Đấy để cho tất cả các bác có thể sử dụng nhá. tối đa nhất là có nghĩa là không bao giờ có nghĩa nó nó chỉ chớm bị một cái gì về nguồn điện thôi là nó sẽ là cắt luôn cái dơ le của cái cổng này luôn đó nó rất là an toàn nó giúp cho chúng ta không phải sờ đi bật lại những cái thiết bị đúng không đấy chúng ta muốn bật cả một dàn karaoke okay. chúng ta chỉ bật một nốt thôi tắt chúng ta tắt có một nốt thôi đó ví dụ dùng những con vang số chúng ta dùng điều khiển chúng ta dùng đúng không thì thực tế với tất cả các bác rằng là nó sẽ rất là tiện lợi luôn Đấy và con này thì em lấy giá cũng rất là tốt Các bác đi tìm không có lô quản lý nguồn mới nào đẹp mà nó nguyên si như thế này đâu Đó ok chưa Đấy và thương hiệu của Đức và sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá Đấy lô này em bán 1 triệu hai bao ship nhá Đấy bác nào có cái nhu cầu thì nhanh tay lặt lặn đi Đấy để về chúng ta có thể chơi nhá Đây số điện thoại của em hai đây này 0972345183 nhá các bác nhá Zalo và số điện thoại của em hai đây các bác có thể liên hệ trực tiếp với em hai qua số điện thoại hoặc là nhắn tin zalo nhá cái này thì em nghĩ là nó sẽ không lâu đâu đấy em lấy hơn trăm con về em bán có mấy bữa mà gần hết rồi các bác nhá Ok chưa? Dạ. Đấy, cảm ơn tất cả các bác nhá. Và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho cửa hàng bên em hai một nút like nhá. Đấy, cảm ơn tất cả các bác. Bye bye.